xem qua kiếm cho cái quạt em bỏ phòng khác. Đúng rồi, xuống quan dưới nhá. Xuống quan dưới nhá. Mát chưa? Đây chia sẻ anh em thay led nhá. Anh em thay led mà nó chết lại nha. Anh em nên mai những cái led này này. Nó chết, đa số nó chỉ chết một bóng nào đấy thôi. Một bóng nào đấy thôi, anh em mà sửa lại mà anh em không sửa đồng bộ ấy. Một thời gian nó sẽ bị lại ngay lập tức nha. Đây là một cái trường hợp khách bên mình nó bị chết led. Mình có báo là phải thay hết cả bộ. Còn em sửa thì vẫn sửa được nha, nhưng mà sửa nó không bền. Đấy, và mình báo luôn sửa không bền và mình tiến hành mình thay cho họ nguyên cả thanh này. Bạn thấy một thanh này tem khác không? Đấy. Và mình chỉ bảo hành cho được 1 tháng thôi. Còn thay led mới thì mình bảo hành cho 3 tháng. 3 đến 6 tháng. Thì anh khách này anh vẫn chọn cái phương án là sửa thôi, bởi vì anh bảo là anh không dùng mấy. Thống nhất thì mình làm thôi. Thì được khoảng độ 1 tháng 10 ngày thì bây giờ nó hỏng này. Đây mình thay cho anh cả hai thay này. Chứ mình không còn thèm thay bóng rồi, mình thay luôn cả thanh luôn này. Xem. Đây thì bắt đầu những cái thanh mình thay này thì thường thường nó sẽ không chết lại và nó sẽ chết những cái thanh khác các bạn. Chết những thanh khác. Đấy. Tâm giờ rất là mất việc mà tiền thì vẫn là mất, đúng không ạ? Bởi vì mình thay hai thanh thì mình cũng phải nhận được khoảng độ 300 mình mới thay, đúng không? Đấy. Thế thì một thời gian sau nó chết lại. Và hôm nay quay lại đây chết lại thì nhờ anh hỏi mình có hỗ trợ gì không. Thì theo quy định của quán ấy thì mình đúng trong thời gian bảo hành thì mình có thể hỗ trợ. Đấy, còn nếu mà quá thì mình sẽ không hỗ trợ. Nhưng mà do khách hàng mới, đâm ra là mình cũng hỗ trợ cho anh một phần. Hỗ trợ cho anh là đây, thay vào mình bớt cho anh cái tiền anh thay led. Đấy, đâm ra các bạn là lưu ý nha. Khi thay led các bạn không nên tiếc làm gì cả, bởi vì có thể là các bạn mở ra có thể một bóng này nó chết thôi, nhưng mà vài hôm sau là có thể là bóng bên này nó chết. Các bạn thay bóng này rồi nhưng mà hôm sau bóng này chết. Đây là mình còn cẩn thận bước mình thay cho bác cả một thanh như rồi đấy, cho anh cả một thanh như đấy. Đấy mà cuối cùng là những cái led khác nó kém chết thì là bình thường như bạn nhé. Đấy, thế đâm nha. Riêng mình ở đây thì có hai phương án. Một là các bạn có thể là sửa, mình cũng nói luôn là sửa nó không bền, đúng không ạ? Đấy, và phương án thứ hai là thay. Đây như con này, thế này không phải là chết hết đâu nha. Một số bóng này vẫn chạy bình thường nha, một số thanh vẫn chạy bình thường. Đây. Và đây cũng thế này. Đấy, đây là cái led mình vừa thay ra này. Các bạn thấy không? Led mình vừa thay ra này. Đấy, nó cũng không chết hết đâu, nó chỉ chết một bóng ở đấy thôi. Nhưng mình sẽ thay hết toàn bộ. Đấy. À, chứ không phải là gì đâu. Nhiều anh em này cứ nghĩ là anh em thợ bịp sau bắt đầu là thay cả dàn trong khi mấy led chứ không chết, nhưng người ta còn tính cái độ bền. Đấy, rồi ngày mai các bạn đi lại bọn như con này mình nói rõ rất là rõ rồi, đúng không? Anh cứ lằng nhằng anh đòi sửa, anh bảo anh không dùng gần tháng này cũng được, đến lúc bây giờ một tháng quay lại này bảo là mới dùng được có một tháng, đúng không? Rất là khó. Đâm ra các anh em mà sửa là phải lưu ý. Tốt nhất là tư vấn làm sao cho bền nhất cho người ta. Còn những ai mà vẫn cố tình chẳng hạn thì cũng phải nói rõ ràng cái quan điểm. Đấy là không bảo hành, hoặc là bảo hành chỉ trong vòng khoảng độ 1 tháng thôi. Đấy, nên trong thời gian đấy mà nó hỏng lại thì sửa lại, hoặc là hỗ trợ người ta sửa lại thay mới. Đây các bạn ơi, mình đã áng chừng được cái vấn đề của nó hỏng tầm nào rồi. Cho nên mình mới nói như thế, chứ không phải tự nhiên mình bảo là người ta thay hết cả dàn đâu. Nó vẫn đang sống mà tự nhiên thay, đúng không? Đây này. Hai thanh này, hai thanh khác này. Đâm ra là các bạn lưu ý nhá. Khi thay cái led này nhá thì những cái vị trí cuối này chúng ta lên dán những cái băng dính này để cho nó áp sát xuống dưới mặt nhá. Đây các bạn nhìn nó hở này. Không sẽ dễ chết lắm này. Lưu ý này. Dán băng dính thủy tinh nhá. Đây. Những cái đoạn cuối này rất hay bị anh em lưu ý đoạn này. Họ tản nhiệt không được tốt. Những con nào mà có băng dính rồi thì cũng ta có thể tạm thời thôi. Đây đây này. Đấy. Chứ không có chạy thời gian nó chết rồi, nó vừa mất tiền mà sau khách người ta lại nói. Đấy. Đây miếng nữa. Mình làm này thì cũng chủ yếu chuyển công tác đào tạo, làm đêm nhiều.
Nhưng ban ngày thì mình ít sửa, chủ yếu là dậy. Thỉnh thoảng nhận hàng của anh em về thì mình làm cố, có nhiều con hỏng nát lắm, cứ làm cố thôi. Chứ còn thực ra là không tính về kinh tế mấy đâu. So về mặt kinh tế thì không có lợi nhuận về mặt kinh tế. Bởi vì chết nặng, toàn là những cái hàng chết nặng gửi về đây thôi. Có một số hàng của anh em thì bỏ đây cũng khá lâu rồi, nhưng mà mình cũng bận nhiều quá, nhiều việc quá. Và một phần là đột hay chưa không có, một số con đột hay không có vì toàn những con chết nặng các bạn. Còn năm nay anh em nào mà đi xuống đây học nghề thì anh em xác định là gọi điện trước cho mình để mình lên lịch, sau đến ngày tháng mình gọi điện thôi. Thế còn thực ra là mình năm nay mình không dạy lẻ nhé, không nhận dạy một người mà mình sẽ dạy khoảng độ 4-5 người một, chứ không dạy một người đâu. Anh em học thì có máy móc đầy đủ nhé, xử lý những cái bệnh như sọc màn, hỏng màn. Đấy. Rồi phần mềm lai cấy đèn màn hình đấy, lai cấy màn hình, rồi sửa bo. Đây, như đây là lô bo của anh em gửi về đây. Mấy cái bò đây anh em vứt đâu hết rồi? Hôm trước có một đống này. Một đống bò đấy mà, đây đọc hai bò. Rồi, thì giờ mình kết thúc nha. Chúc các bạn có thêm kinh nghiệm để thay led nha.